Tỉnh Sindh ở vùng đông nam của Pakistan đang chứng kiến số lượng chim di cư đến vùng đất ngập nước ở đây đông hơn nhiều so với mọi năm. Những con chim này cũng ở lại đây trong thời gian dài hơn, trong bối cảnh các biện pháp hạn chế xã hội nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 khiến những kẻ săn bắt chim buộc phải ở trong nhà. Mỗi năm khoảng hơn 1 triệu con chim gồm bồ nông, vịt trời hay xếu sẽ dừng chân tại Pakistan trên đường di cư từ Siberia đến Ấn Độ. Riêng tại tỉnh Sindh từ đầu năm nay đã ghi nhận hơn 741.000 con chim di cư, tăng hơn 3 lần so với năm ngoái. Đáng ngạc nhiên là có một số lượng lớn vịt đầu đỏ đến hồ nước này vào mùa di cư năm nay. Một điều nữa tôi cũng quan sát được, đó là những con chim này đã ở lại đây lâu hơn, có thể do ít có sự xáo trộn của con người bởi các biện pháp hạn chế xã hội. Nhà bảo tồn sinh vật học tại Sở Động vật Hoang dã Sindh, ông Javed Ahmed Maha cho biết, ông không thể xác định chính xác lý do thay đổi số lượng chim di cư. Nhưng thực tế, những con chim đang ở trong khu vực này lâu hơn bình thường, nhiều khả năng là do các biện pháp phong tỏa. Ông Maha cũng cho biết, các nhà chức trách đã không ghi nhận bất kỳ vụ việc nào liên quan đến động vật hoang dã như săn bắn, buôn bán bất hợp pháp tại địa phương này kể từ khi các biện pháp phong tỏa được áp đặt. Đây vốn là một vấn đề nghiêm trọng trong khu vực, đe dọa nhiều loài động vật quý hiếm, bao gồm cả loài otak hoangbara. Hiện có hơn 33 khu bảo tồn động vật hoang dã và một công viên quốc gia ở tỉnh Sindh, nơi sinh sống của hơn 300 loài chim.